Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và huyện Con Giấy tiếp xúc cử tri tại một số xã trên địa bàn. Cử tri đề nghị công ty nguyên liệu giấy tạo điều kiện cho người dân tại chỗ tham gia khai thác nhựa thông để tăng thu nhập. Di chuyển công tơ điện trong nhà dân đến vị trí an toàn, đề nghị giải quyết chế độ chính sách cho người có công, làm đường giao thông đi vào khu sản xuất, đo đạc cấp biệt đỏ đất sản xuất cho người dân, quản lý chặt chẽ việc khai thác khoáng sản, tránh sạt lở đất canh tác của bà con nhân dân, hỗ trợ giống mì mới năng suất cao cho người dân canh tác, đề nghị sửa chữa mương thủy lợi, điện chiếu sáng công lộ, nhà rông, niêm yết công khai giá tại nhà máy mì, cấp đất lâm nghiệp để tham gia trồng rừng. Các ý kiến kiến nghị của cử tri được lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện, các cơ quan chuyên môn có liên quan giải thích, trả lời thỏa đáng. Ý kiến còn lại, tổ đại biểu ghi nhận, trình tại kỳ họp hội đồng nhân dân sắp tới